chờ đợi các bạn nghe cô có rõ không? Được. Dạ nghe rõ cô, con cảm ơn cô. Good morning tất cả các anh chị ở thị trường Mỹ. Hôm nay em là Jenny Trinh Nguyễn, hiện đang sống và làm việc tại Grand Prairie, tiểu bang Texas. Rất là hân hạnh được đại diện cho leader của GIP ở thị trường Bắc Mỹ host cái Zoom ngày hôm nay với một người mà em rất là kính và rất là nể và rất là phục luôn đó. Bởi vì cô là một khoa học xét nghiệm 32 năm kinh nghiệm cho bệnh viện John Hopkins, và không những vậy cô còn từng làm về để con phải đọc cho đúng cô ạ, tại vì những cái bệnh viện này đó, những cái tên này đó cô, tiếng Anh con không có rành cho nên là con phải đọc cho nó chính xác. 32 năm kinh nghiệm xét nghiệm cho, và cô từng là khoa học xét nghiệm quản lý cho trường đại học John Hopkins. Cô cũng là giám đốc và cho cơ quan xét nghiệm y khoa lớn nhất Mỹ, đó là Quinn Diagnostic. Và cái quan trọng hơn đó là như vậy anh chị, với cái kiến thức, với cái kỹ năng đó, nhưng mà khi cô được đến với cái cơ hội kinh doanh Nu Skin đó, thì cô lại rất là khiêm nhường và cô rất là nhiệt tình đóng góp hết tất cả những cái kiến thức và những cái gì tích lũy trong 32 năm làm việc của cô. Cô đã nghiên cứu rất là rõ, rất là chi tiết về những cái dòng sản phẩm của công ty Nu Skin, cũng giống như là cái công nghệ độc đáo đó. Và ngày hôm nay đó thì con rất là hân hạnh khi mà được host cái chương trình này cùng với cô, với một cái dòng sản phẩm mà với con á, thì từ bây giờ về sau thì nó sẽ rất là hot, sẽ rất là nóng, bởi vì đây là một cái dòng sản phẩm mà con thấy là rất là dễ sử dụng và ai cũng có thể sử dụng được. Thì trước tiên á, con có thể mời cô gửi lời chào tới tất cả anh chị em ở trên Zoom Bắc Mỹ ngày hôm nay cô. Vâng, xin thân thương thân chào tất cả các bạn New Skin ở Mỹ, mới từ Việt Nam sang. Dạ, thì từ trước tới giờ các anh chị biết cô là một trong những lãnh đạo của đội nhóm Kit, và từ trước tới giờ không bao giờ mà gọi điện với cô một cái hoặc là nhắn tin cho cô một cái để nhờ cô giúp đỡ, thì cô không cần biết đó là thị trường nào và cũng không cần biết giờ đó là giờ nào, cô luôn luôn say yes anh chị. Cho nên đó là một trong những cái điều mà con rất là nể ở cô, với cái sự đóng góp, với cái sự cho ra, và cũng nhờ những cái kiến thức và những cái kỹ năng mà cô đã giúp cho đội nhóm, cũng giống như riêng bản thân con, mà làm cho cái công việc kinh doanh này của con trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ đi vào rất là sâu về cái bộ sản phẩm Nutricentral đó cô. Thì con có thể nhờ cô có thể chia sẻ cho tất cả anh chị em về cái ingredient là những cái thành phần ở trong đó, và tại sao nó lại có một cái sự đặc biệt như vậy đối với lại các cái làn da cô hả? Vâng, các bạn biết rồi nhá, là từ trước bây giờ cô là bây giờ năm nay cô sắp sửa 66 tuổi trong vòng một tháng, tức là có nghĩa là cô ở một cái tuổi mà cô chỉ thích dùng age lock thôi. Cô chỉ thích dùng sản phẩm có chữ age lock để mà cô hy vọng là cô chống cự lại cái tuổi tác của cô. Nhưng mà từ lúc mà New Skin ra cái sản phẩm Bioadaptive Nutritional Bioadaptive này, là cô mê lộn tay lộn chân luôn. Tại vì, và cô, cái đó là cái thứ nhất cô mê, là tại vì cái thành phần của nó rất là hiếm các bạn, rất là hiếm. Cái thứ hai, không hiểu nổi làm sao mà công ty New Skin có thể cho ra một cái giá quá thấp như thế. Cái bộ này á, là bây giờ đang sắp sửa là bán có 99 đồng, đáng lẽ phải 300 đô các bạn nhá, có thể là 300 đô hoặc là hơn thế nữa, nó vẫn xứng đáng cái giá trị của nó. Các bạn nên biết là như vậy. 300 đô, 500 đô bình thường. Tại vì tới mỗi một cái tới 5 món, chỉ cần cái chai serum là các bạn có thể, cái giá trị của nó đó là có thể khoảng chừng 200 đô la cái serum đó. Chứ không phải bình thường, cái right away đó. Thì mình nói là không ngờ New Skin cho cái giá chỉ bằng 1/5 mà cái giá thực sự nó cần phải có. Tại vì cô nhiều khi tự nghĩ là công ty mình để giá thấp quá, cô rất là mang ơn, tại vì cô sắp sửa sẽ cho tất cả, với cái mộng của cô là tất cả mọi nhà đều có cái sản phẩm này trong nhà họ. Nhưng mà cho thấp quá thì không biết là nếu mà họ không có kiến thức đủ để họ hiểu cái giá trị của sản phẩm này. Cho nên ngày hôm nay khi mà Trinh mời cô, Trinh đưa ra là cô khoái lắm. Tại vì cái bài này là cô đã tự coi và cô đã mê từ lúc nó ra đời tới bây giờ. Thành ra hôm nay cô hy vọng với các bạn có mặt ở đây, các bạn hiểu rõ nhiều hơn cái giá trị của sản phẩm này để mà trân quý nó. Và các bạn ngồi đây 350 bạn, các bạn phải biết rằng các bạn rất rất là may mắn mà có cơ hội để mà làm cái này, để mà sử dụng cái sản phẩm này và dùng cái này.
Dạ, không sao đâu cô, con nghe cô rất là rõ, có thể là bên chị Hương Lưu, chị Phương Lưu, chị phải tự tăng cái volume của chị lên nha. Nhưng mà riêng bản thân con thì con nghe cô rất là rõ rõ cho nên con nghĩ là ok đó cô ạ, con mời cô. Rồi, cô tiếp tục đi. Thì có nghĩa là các bạn ạ, các bạn phải trân quý cái sản phẩm này và các bạn rất may mắn được đặt tay lên cái sản phẩm này để sử dụng cho chính mình và sắp sửa. Nhờ cái sản phẩm này các bạn sẽ bay với kinh doanh của mình, nói vậy đi. Thì cô chị nói sơ cái sự trân trọng tôn quý của cô đối với thành phần của những sản phẩm và cái tác dụng nó có thể làm được cho da mặt loài người. Và cái thứ hai là cô rất là mang ơn công ty New Skin của mình cho một cái giá thành quá là thấp để mà cô có thể bày cái kinh doanh của cô với cái sản phẩm này nha các bạn nhé. Rồi bây giờ cô đi vô thẳng cái share screen của cô soạn bài để mà các bạn nhìn, để các bạn thấy rõ thành phần thì các bạn mê nó nhiều hơn là không thấy nha. Rồi tôi đang đi xuống minimize cái mặt của cô để cô thấy cái màn ảnh nó to ra. Rồi các bạn nhé. Nếu mà không nghe thì chinh lên tiếng nha. Các bạn. Con nghe rõ và thấy rõ cô yên tâm, con cảm ơn cô. Được rồi, các bạn, trước nhất các bạn, cô muốn chia sẻ các bạn hiểu rõ cái tên của nó có nghĩa là gì, thật sự cái tên của nó là gì trong cái chương trình, trong cái tiếng Việt của mình. Cái chữ bio là sinh học, còn adapti là thích ứng, còn botanical là thực vật. Thì nói tóm lại, nó được gọi là thực vật thích ứng sinh học các bạn. Là cái nguồn gốc của cái tên của cái bộ này, lý do nó tên như vậy là như vậy. Và nó liên hệ tới các cái thành phần mà trong cái sản phẩm mình sắp sử dụng. Và hiện giờ nó là một cái tiếng vang lớn trong cái việc chăm sóc da hiện đại các bạn. Và đây là cái tài liệu mà cô đọc, nó không liên hệ đến skin, là cô đọc trong một cái tài liệu về của bác sĩ về chuyên về da đó các bạn. Thì họ cũng bắt đầu là tranh đua nhau đi vô cái bioadaptive botanical, tức là về những cái thực vật thích ứng sinh học để chế tạo ra những sản phẩm để cung cấp cho con người và để làm ra tiền từ cái bioadaptive botanical này rồi các bạn nhá. Thì tại sao là như vậy? Tại vì như là tên cho chúng mình thấy đó, nó là thực vật mà nó thích nghi với môi trường nhá. Và cái đó là cái bản chất tự nhiên của chúng. Mà về cơ bản đó thì sinh học đó, hiểu không? Có nghĩa là môi trường, còn là thích nghi đó là có thể điều chỉnh để thay đổi điều kiện nhá. Thì ra có nghĩa là nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà còn nhiều điều mình cần phải nhìn hơn là mình thấy bằng mắt các bạn nhá. Ngoài ra đó, các bạn cần hiểu cái chữ mà thích nghi có nghĩa là gì. Tại sao mà cái này nó có thể thích nghi được, là tại và công ty mình dùng là tại vì nó được minh chứng là không độc hại cho da con người và nó giảm phản ứng căng thẳng của da khi mà da mình đương đầu với nóng lạnh gì đó, thì nó hỗ trợ được cái đó và đồng thời nó hỗ trợ được sức khỏe tổng thể của da bằng cách là giúp cho cái da của mình đạt được sự cân bằng. Cái đó là cái da mình cần các bạn nhé. Rồi thì bây giờ các bạn nhớ là cái năm cái thành phần chính của tất cả 14 chai, 14 cái sản phẩm mà trong cái sản phẩm của Bioadaptive Botanical Nutrition Show đó, là nó có 5 cái thành phần chính. Tất cả các sản phẩm đó đều có 5 thành phần chính này và mỗi sản phẩm nó lại có riêng thêm những thành phần khác. Cái đó là cái mà cô giật mình, tức là mỗi một cái chai sản phẩm các bạn cầm trong tay để dùng á, nó đều có 5 cái thành phần chính này cộng với 1 cho tới 5 thứ khác nhau tùy theo cái công dụng mà công ty muốn cái chai sản phẩm đó cung cấp cho da mặt của mình. Cái đó là cái quý và cái đó là cái không ngờ tại sao công ty có thể làm được chuyện này mà với một cái giá thành quá thấp như vậy các bạn nhé. Thì bây giờ cái dịch cái chữ mà Bioadaptive Botanical này đó và nhìn năm cái thứ này đó các bạn, thì các bạn thấy nó là, tí nữa mình nói chi tiết về thành phần và từng phần sau nhé. Thì những cái thứ này đó là nó là những cái thứ cây cứng cáp và của cái sản phẩm Nutritional và có khả năng chống chịu tốt hơn trong các điều kiện khắc nghiệt và có khả năng phục hồi rất là cao. Và những đặc tính đặc biệt này á, của cái sản phẩm của những cái thành phần thiên nhiên này đó giúp cho nó tự thích nghi và phát triển, là cái tính thiên nhiên của nó là như vậy. Và vì nó mang những cái đặc tính đó thành ra nó có tăng khả năng phục hồi và cả tăng cường luôn cái sự phục hồi đến thẳng làn da của mình. Cái đó là lý do tại sao công ty cho cái sản phẩm này, dùng cái sản phẩm này ha. Thì các bạn thấy cái tên của nó là Marrow Root, rồi kể cả Siberian nhân sâm, rồi rhodiola, rồi mushroom chaga đó, rồi resurrection plant, tức là một cái cây mà nó có thể nó tự tăng trưởng của mình nó, mà tí nữa mình nói chi tiết sau nhé các bạn. Thì đây là nó nè các bạn, đây là chi tiết của tại sao nó làm được những chuyện mà nó làm ha. Thì các bạn nên nhớ đó là trong tất cả những sản phẩm của công ty New Skin có hai thành phần, hai cái hỗn hợp chính. Cái hỗn hợp thứ nhất là chữ A đó các bạn, nó gọi là Bioadaptive Botanical Complex,
tức là cái hỗn hợp mà của thực vật mà thích nghi với sinh học và môi trường ha. Còn cái hỗn hợp thứ hai đó là có thêm là Hydraflex Blend, đây là hỗn hợp độc quyền của công ty New Skin nhá, và nó có trong cái chai serum mà gọi là Celltrex Override Recovery Fluid đó các bạn. Thì cái đó là hai thành phần hỗn hợp chính của công ty. Thì cái hỗn hợp A đó là Bioadaptive Botanical Complex, rồi có năm cái thứ đó là có, mình lặp lại một lần nữa là nó có đầy đủ trong tất cả 14 chai của sản phẩm cộng với những thành phần thêm. Thì nói như vậy có nghĩa là trong cái chai Celltrex Away, cái chai serum á, chính của cái bộ này đó, thì Celltrex Away Right đó, thì nó có thêm cái hai, nó có cả năm thứ trên lẫn với cái Hydraflex Blend các bạn nhé. Thì cái ý chính là như vậy. Thì bây giờ mình đi ngược lại các cái thành phần mà của nó đó ha các bạn. Thì cái rễ của Rhodiola rosea đó, cái này là một hoa hồng ở Bắc Cực các bạn biết nha, mà ngoài sa mạc miền Bắc, và nó có cái hiệu quả là hút chất dinh dưỡng từ đất và nó làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng của nó và lưu trữ các chất dinh dưỡng mà nó nhận được trong cái thời điểm nhất định trong năm nhá. Còn cái anh chàng kế tiếp á là Rhapsodium Cathamoid Root Extract á, thì nó chứa một cái nguồn phytosteroid phong phú và giúp nó duy trì khả năng chống chịu với môi trường. Còn cái nhân sâm Siberia á, thì là nó có khả năng chịu đựng tốt trên nhiều loại đất khác nhau, bao gồm cát, bùn chứ không phải là mùn, mình xin lỗi, mình đánh sai, và đất sét nữa. Và đồng thời nó chịu được những cái hóa học đất chua, đất trung tính, đất kềm, tức là acid trung tính và kềm đều chịu được hết nha. Còn cái nấm Saga đó thì là cái tên hóa học của nó là như vậy, nó có thể sinh trưởng, phát triển và thậm chí sinh sản trong môi trường lạnh với cái nhiệt độ của -20 độ C không, cho đến cộng 10 độ C các bạn nhé. Và cái chất cuối cùng đó, cái tên của nó là thực vật phục sinh, nhưng mà cái chất hóa chất của nó là như vậy đó, các bạn thấy trên màn ảnh, thì là nó phát triển mạnh trong môi trường nổi tiếng với hoạt động nước thấp, tức là thiếu nước, và có một cái hệ thống giữ ẩm bao gồm polysaccharide enzyme, tức là men, và protein là chất đạm, là những cái phản ứng với căng thẳng và cái poly cộng với cái polyphenol trong cái thực vật phục sinh này hoạt động cùng nhau để bảo vệ và sửa chữa những cái cây đó đó các bạn. Mà ngoài ra nó còn có tác dụng giữ nước cho cây trong thời gian hạn hán. Thì có nghĩa các bạn nghĩ sao khi mà nó là cái chất ở trên da mặt của mình, thì cái công dụng của nó là như thế nhá. Thì ở dưới mình đã nói rồi ha các bạn ha, Hydraflex Blend là độc quyền của New Skin và nó nằm ở trong cái chai serum của cái bộ này các bạn. Thì bây giờ mình mới nghĩ rằng làm cách nào mà những cái chất này nó làm được cái chuyện nó làm, là các cái chất thích ứng là hồi nãy mình nói đó là bioadaptive nutritional ha, thì nó giúp bảo vệ và cân bằng làn da của mình vào ban ngày trong khi tối ưu hóa quá trình sửa chữa tự nhiên của nó trong ban đêm. Không, thì điều này rất là tuyệt vời các bạn, và hơn nữa đó là nó có thể làm dịu cái làn da mệt mỏi, hoạt động quá mức, phục hồi vẻ ngoài xỉn màu bằng cách xây dựng một cái làn da tươi sáng rạng rỡ, cho làn da trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Và thực sự thú thật với các bạn đó, mình dùng cái bộ sản phẩm này 2 tháng nay và rất nhiều người nói là da mình tự nhiên dạo này sao sáng ra và mịn ra, thì mình nghĩ đó là kết quả của cái bộ này đó các bạn. Tại vì mình nhập cái bộ này 2 sáng nay, mình mua 14 chai đầu của cái bộ đầu ha, thì mình đã cảm nhận kết quả. Thì đó là lý do đó. Cái này là cái câu mà mình thấy cái chức năng của cái sản phẩm này rất hay, là nó không những cái bộ sản phẩm này đó, khi bạn dùng nó không những nó hỗ trợ mà nó còn cân bằng và nó phòng thủ những thích ứng cho cái da mặt của mình, là tại vì mình muốn cái da mặt của mình phát triển chứ không phải chỉ tồn tại thôi các bạn nhá. Thì cái đó là cái câu mà các bạn nên ghi nhớ về cái chức năng của cái bộ sản phẩm này toàn diện. Rồi bây giờ mình nói một trong 3 sản phẩm nhá. Thì cái sản phẩm đầu tiên là cho cái nó gọi là Clear and Balance, ok, thì nó cho da nhờn và da mụn. Mình là da hỗn hợp nhưng mà mình nghĩ cũng dùng được luôn các bạn, thì khi đọc sâu vô thì sẽ thấy nhá. Thì cái chai này á, thì trên cái chai thì trong cái bài nói chuyện này là mình tìm được cái bài nói chuyện huấn luyện của công ty New Skin cho một cái quốc gia nào đó các bạn, mà mình tìm được và mình chụp lại và mình lấy và mình dịch tiếng Việt cho các bạn có thể thôi. Thì cái người thuyết trình cái bài này là một cái vị khoa học gia đó, và mình rất là thích tài liệu này là tại vì rất là chính xác nhá. Mình thấy nhiều tài liệu trên mạng nhưng mà mình chọn cái bài của cái vị khoa học gia này là tại vì mình thấy rất là chính xác và chi tiết luôn nhá. Rồi thì đây là cái chai, cái tên của nó là To Be Clear Pure Cleansing Gel,
thì clear là rõ ràng và pure là trong sạch tinh khiết, các bạn thấy rồi thì rõ ràng là cho da dầu ha, thì nó loại bỏ triệt để bụi bẩn nè, dầu nè, tạp chất nè, lớp trang điểm mà bít lỗ chân lông mà làm cho da mình sạch hơn, nhưng mà không làm mất đi độ ẩm của mình nhá, là tại vì và kết quả là mang lại cái mềm mại mịn màng tươi trẻ và để mà cho mình sẵn sàng bước theo cái những cái bước kế tiếp trong cái da của mình, săn sóc da của mình nhá, là tại vì trong thành phần của nó là gì các bạn, cái chai này mình rất là đắc ý các bạn, là tại vì những cái thành phần mà các bạn thấy ở đây nha, là ngoại trừ mình để cái phần trên cho các bạn thấy là nó có 5 cái chất chính trên nha, mà nó lại còn có thêm cái acid amin đó, rồi nó còn có thêm cái chất dưỡng ẩm, các cái chất dưỡng ẩm và dưỡng cho da mình như là glycerin, propionyl acid hyaluronic. Bạn nào mà làm về da thì nghe cái tên acid hyaluronic và trehalo là các bạn giật mình rồi nhá. Thì đó là hai cái thành phần rất là thông dụng mà giữ ẩm và phục hồi da rất là tuyệt vời trong cái kỹ nghệ làm da của mình, phục vụ da của mình nha. Tại vì cô cũng có bằng esthetician tốt nghiệp ở Texas các bạn, và cô làm cô có bằng của Mỹ, học từ Mỹ đàng hoàng, là esthetician chính hiệu, và thành ra những cái này cô đọc cô rất là hiểu là vì vậy nha, urea và serin tất cả đều là những cái chất mà giúp dưỡng da và phục hồi độ ẩm rất là tuyệt vời cho da. Thì đó, thì chỉ cần cái chai này không, đó là các bạn thấy 5 cộng 5 acid amin là 6 cộng với lại 7, 8, 9, 10, 11 chất trong cái lọ này các bạn. Nó là to be clear clinic gel cho da nhờn, nhưng mà đồng thời mình da hỗn hợp mình có thể dùng được luôn các bạn nhé. Rồi, thì cái kế là cái Brighter Day Exfoliant Scrub nhá, thì cái công dụng của nó là như vậy: bảo vệ làn da trước tác dụng ô nhiễm và các gốc tự do có hại bằng cách là nó bong tróc các tế bào da chết của mình và giảm số lượng của các hạt ô nhiễm ở trên da của mình. Ok, thì cái thành phần của nó là, tại vì sao nó có hạt lộ các bạn thấy chưa, nó vẫn có 5 thành phần chính ở trên, cộng thêm nó có cái hạt, cái enzyme tức là chất men của cái trái lộ á, phá vỡ cái chất keo để giữ cho cái giữ tế bào da chết trên mặt da, tức là nó phá vỡ cái chất keo mà làm tế bào da chết dính vô mặt mình á, thì tức là nó tẩy da bằng cách đó đó các bạn nhá, là nhờ cái chất men của trái lộ. Và ngoài ra nó có một cái hợp chất nó gọi là khoáng chất tẩy tế bào chết tự nhiên, nó cũng bằng thực vật nhưng mà dịch ra tiếng Việt nó là như vậy các bạn, thì nó có ở trong cái thành phần này nữa. Và ngoài ra nó còn là có cái aloe vera là lô hội, thì nó loại bỏ các cái yếu tố tắc nghẽn lỗ chân lông và mang lại cho mình một cái làn da mịn màng và sáng nhá. Thì cái cách làm của cái này mình phải để ra đây tại vì nó hơi khác biệt một tí. Cách sử dụng là massage trong 30 giây, và sau đó là mình sử dụng 2 lần mỗi tuần hoặc là khi nào cần thiết nhá. Và nó được bào chế để phù hợp với mọi loại da chứ không phải chỉ có da nhờn thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ cái kế tiếp đó là cái này cũng là một cái mình rất là thích luôn, là exfoliating toner. Tại vì cái thành phần của nó các bạn, nó cho da mụn và các loại da khác ngoại trừ da khô, cái đó là mình nhấn mạnh ở đây. Thì mình có thể cách sử dụng như vậy các bạn xem sơ ha. Rồi nhưng mà ở đây là cái mà công ty khuyên là khi mình dùng cái exfoliating toner này đó, lẽ nhiên dùng cho tất cả loại da, da mụn, da hỗn hợp như mình, ngoại trừ da khô, thì do đó mình phải sử dụng kem chống nắng phổ rộng là SPF 30 trở lên khi sản phẩm này, là tại vì cái thành phần của nó sau đây các bạn, nó có trong cái chai exfoliating này đó, nó có 5 thành phần chính trên, nhưng mà nó có 3 cái loại acid hydroxy là alpha, beta và poly hydroxy acid. Và công dụng của 3 cái loại acid đó, nếu bạn nào làm về esthetician cũng hiểu luôn nhá, là thấy là mê liền, là tại vì nó làm cho da mình mịn màng, mềm mại, khỏe và sáng lên ra hơn rõ rệt. Và mình nói nôm na luôn là nó làm cho giảm nám và đồ mồi đó các bạn nhá, theo như kiến thức sẵn có của mình. Rồi cái salicylic là cái chất mà nó làm hết mụn, mụn đầu, mụn mũ, mụn gì, tại vì nó là thành phần của cái sản phẩm trị mụn ngoài kia các bạn, ở trong bộ collection cái chai mà chấm mụn á, cái chai blemish của Epic Blemish là thành phần là salicylic acid, chỉ có vậy thôi mà nó trị mụn một cách tuyệt vời nhá. Thành ra nó không những nó trị mụn mũ, mụn gì nó cũng trị được hết nhá. Và không những vậy, nó ngăn ngừa luôn cái hình thành của các cái vết thâm mụn nữa nhá. Thì cái đó là lý do tại sao mình dùng cái này hàng ngày thường xuyên, da mình sẽ sạch sẽ, trong trẻo và rạng rỡ là vì vậy các bạn nhá. Thì cái đó là cái mà cái đây là một cái toner, trong cái bộ này đó thì New Skin chỉ có 2 cái toner thôi,
là Heuglow với lại cái kia là pH balance, thì cái này là cái mình mê, cái kia cũng tốt lắm nha các bạn. À, rồi thì cái kế tiếp sau khi mình dùng, mình đi theo thứ tự cách dùng trong da luôn đó, thì sau khi mình toner xong thì rửa mặt sạch xong thì mình toner rồi sau đó mình dùng cái này các bạn nhé. À, rửa mặt sạch rồi toner rồi serum rồi sau đó mới dùng cái này ha, thì là nó giúp, cái này là SPF 35 và nó bảo vệ ngăn ngừa tác hại của ánh sáng xanh và tiếp xúc với tia hồng ngoại, bao gồm cả bảo vệ mình chống lại cái sự đổi màu, xỉn màu và lão hóa sớm nữa nhá. Thì có thể đi lâu mình có thể được cái chống lão hóa nhẹ đó các bạn nhá. Và nó, cái kết quả là nó vẫn là mang lại một cái làn da sáng hồng và làm đều màu da và giúp cho da mình rạng rỡ. Thì có nghĩa là sao? Nó cũng làm cho giảm tàn nhang một phần nào, giảm đồi mồi phần nào nhá. Rồi thì cái, tại vì cái thành phần của nó là các bạn, thành phần của nó là năm cái chất trên, năm cái chất chính trên cộng với cái tác dụng mà nó chống được cái sự oxy hóa của ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, là tại vì cái chất carnosine của và chất bí ngô và chất dầu purity và cái cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa để ngăn ngừa tác hại rõ ràng của ánh sáng xanh và tia hồng ngoại làm cho mình bị đổi màu và xỉn màu da đó. Thì cái ba cái chất đó nó giúp như vậy. Còn cái này mới là đáng mê nè các bạn, chiết xuất rễ gừng nó cũng nằm ở trong này. Và tác dụng của gừng á là phục hồi, giúp cho phục hồi của da và thúc đẩy độ sáng và giúp cho da mình đều. Thành ra lại một lần nữa nó làm cho da mình đều và giảm đi cái sự đổi mồi và tàn nhang là vì vậy các bạn nha. À, nám thì đây là cái bộ này có thể nói cũng chống nám luôn. Tí nào các bạn nhìn từng thành phần một và sử dụng customize với da mặt của mình các bạn. Thành ra mình có hết tất cả 14 chai này. Tại vì mình mê hết 14 chai tùy theo cái tác dụng của nó mà da mặt mình cần. Mà da mặt mình chia sẻ đây là các bạn mà là da mặt mình là già và hỗn hợp, tức là nhờn với lại khô. Mà mình có hết 14 chai tại vì những cái thành phần của nó nhé. Rồi thì cái cuối cùng là mình dùng ban đêm, là nếu mà mình muốn cần dùng ban ngày cũng được các bạn nhé. Thì nó cung cấp ngay lập tức cái độ ẩm trong và giữ ẩm liên tiếp trong 24 giờ. Cái do đó cái tên của nó Thirst là khát nước, Fix là sửa chữa lại, Hydrating là giữ nước cho mình. Cái tên của nó cũng cái nghĩa của nó là như vậy. Tại vì nó cấp nước nhanh chóng và làm tươi mới làn da của mình ha. Và nó giữ nước cho mình, rồi làm dịu da và cân bằng cái lượng bã nhờn dư thừa do mệt mỏi, căng thẳng và ô nhiễm các bạn nhé. Ok, và trong cái này nó là cái gì các bạn? Nó là năm cái thành phần trên cộng với chiết xuất cây rau mèo, thì nó là Cat Whisk Sticker. Thì nó có công dụng của nó là làm dịu da và cân bằng cái lượng bã nhờn do căng thẳng và do đó nó làm cho da mình sáng khỏe ra và không bóng nhờn. Thành ra các bạn nghe lặp đi lặp lại là những cái sản phẩm trong cái bộ Nutrition Show này đó, Bioadaptin đó các bạn. Nó làm cho sáng da ra, thành ra và mịn màng da ra và giữ độ ẩm cho mình, do đó cái da mình trẻ ra lâu hơn và da mình sáng hơn và bớt nám, bớt đổi mồi là vậy. Cái đó là bệnh chính của da mình các bạn, thành ra mình chia sẻ ở đây là vậy. Rồi cái bộ kế tiếp là Hydration Kit, là cho da khô, chính ra là như vậy nhá. Thì cái chai mà rửa mặt thì nó là Hydra Clean Creamy Cleansing Lotion và nó có tác dụng là dưỡng ẩm, làm sạch, làm dịu, thoải mái và làm mềm da. Và nó hỗ trợ giúp duy trì cái hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Rồi ngoài ra nó còn bỏ bụi, bẩn, dầu và các lớp trang điểm một cách nhẹ nhàng và thúc đẩy cho mình làn da của mình sống động, khỏe mạnh, tươi trẻ, tái tạo. Thì lẽ nhiên giúp cho da mình mịn màng. Cái đó là luôn luôn là cái bước cuối cùng của những cái sản phẩm của công ty, của cái dòng sản phẩm này các bạn nha. Thì cách dùng mình để ở dưới ha. Rồi thì khi mình đọc mình thấy nó đề cho da khô thì mình để lên vậy thôi. Còn cái này mình vậy, mình là da hỗn hợp, mình vẫn dùng như thường. Vâng. Thì đây là cái thành phần của nó là các bạn, rất là tốt luôn. Năm cái chất trên cộng với cái soothing blend là chiết xuất của cây ngải cứu nè, cam thảo nè và tảo. Tảo là rong đó các bạn. Seaweed và giúp, do đó nó giúp làm dịu và thoải mái làn da mỏng manh của mình. Và ngoài ra nó còn có cái dầu hạt của mấy đồ phơm, là cái hạt của cái hoa đó đó các bạn. Và dưỡng ẩm và làm mềm da cho mình nhá. Rồi cái kế tiếp là cái toner. Thì cái Inbalance pH toner này á, là nó dùng cho da khô và da hỗn hợp, nó chỉ có không có dùng cho da mụn thôi các bạn nhá, và da nhờn thì không dùng được. Cái bộ này nó chỉ có hai cái toner thôi, thì đây là toner dùng cho da khô và da hỗn hợp nhá. Thì
thì nó thúc đẩy cái làn da được tinh tế, tươi mới, mịn màng, rạng rỡ. Và cái cân bằng cái độ pH của da rất là quan trọng các bạn nha. Tại vì mình luôn luôn mình rửa mặt xong mình phải có cái toner để cái pH mình nó được thăng bằng trở lại. Tại vì cái nước của mình, nước mình rửa mặt chưa chắc cái pH đã đúng cho da mặt của mình. Thành ra trước khi mình cho cái serum hay là cho cái lotion ban ngày vô mặt mình á, thì cái da mình cái pH phải thăng bằng cái đã, thì cái thẩm thấu nó tốt hơn và cái hiệu quả mà giúp cho cái da mặt của cái chai serum nó cũng được tốt hơn, nó được hỗ trợ tốt hơn. Thành ra luôn luôn phải dùng toner các bạn nhá. Rồi thì đây là cái mà thành phần bên trong nó là các bạn, thì nó có wheat hazel làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông, và cái này là cái mình cũng thích là tại vì lỗ chân lông mình lớn nhá. Thì ngoài ra nó còn thêm đến 1, 2, 3, 4, tức là nó còn thêm 5 thứ ngoài 5 thứ chính. Thành ra cái chai này không, nó có 10 chất ở trong đó các bạn, mà giá thành là như vậy, chịu nổi không? Công ty mình quá 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 dễ thương luôn nhá. Thì cái lactobacillus là danh từ khoa học của phòng xét nghiệm các bạn, thì nó là một cái loại vi trùng, nó tên của nó là như vậy, nhưng mà được ferment, tức là nó được ferment, trời ơi tiếng Việt Nam quên rồi, ferment là cũng như là da ua mà ferment lên đó các bạn. Ok, quên rồi. Còn lô hội là aloe vera ha, rồi cái sodium PCA và sodium hyaluronate, đó là những cái hợp chất mà giúp cho cái củng cố cái hàng rào độ ẩm tự nhiên của mình, và do đó cái da của mình luôn luôn được tươi mới và trông đẹp nhất nhá. Rồi cái này là cái mà serum mà ai cũng cần phải có và hợp cho đủ mọi loại da các bạn ha. Thì khi là tại vì nó có một nó là một cái loại serum mà nó thẩm thấu nhanh, là tại vì nó nhờ cái Hydra Flex Blend mà rất là thông minh để làm mới và dưỡng ẩm mà không có bị nặng nha các bạn ha. Và nó bổ sung cho quá trình sửa chữa da vào ban đêm của mình để có một làn da mềm mại, trẻ trung, rạng rỡ, rõ rệt các bạn nha. Cái chữ rạng rỡ là luôn luôn là cô mê cho những da nám rồi mồi. Cái này sẽ hỗ trợ các bạn. Lẽ dĩ nhiên nó làm luôn là bảo vệ và tăng khả năng phục hồi, chống lại tác hại căng thẳng, ô nhiễm của các gốc tự do các bạn nhé. Thì đây là serum chính của cái bộ này. Rồi thì là cái thành phần của nó là gì các bạn? Ngoại trừ 5 thứ trên, nó còn có cái thành phần độc quyền của công ty là Hydra Flex Blend. Thì nó là một cái lá trắng mềm mại siêu nhẹ để bảo vệ da khỏi bị tác động hại của tự môi trường. Và dĩ nhiên nó có glycerin, thì nó là một cái chất thu hút và giữ ẩm cái ẩm cho mình và liên kết với độ ẩm cho da nha. Và cái này đó, nó là một cái serum các bạn phải nghĩ, nó không phải là một serum bình thường, nó là điều trị nha. Thì điều trị là tác dụng của nó như nói từ nãy giờ đó các bạn ha. Cho nên mình phải thoa trước khi dưỡng ẩm vào buổi sáng và buổi tối. Ok, tác dụng của nó là điều trị rồi. Thì sau khi cái serum xong thì các bạn ban ngày thì các bạn dùng cái SPF, cái này là SPF 35. Thì cái bài nói chuyện này của bên công ty mà họ đánh lộn cái số đó, nhưng mà mình nhìn lên cái chai mình thấy rõ ràng là SPF 35 các bạn nhé. Thành ra mình để vào đây. Rồi, thì đây là một loại kem mà không có mùi nhá. Và nó sẽ bảo vệ, chống lại cái ánh sáng xanh và tia hồng ngoại để chống lại cái sự đổi màu và xỉn màu của lão hóa sớm của da mình. Nó bảo vệ mình tất cả từ những cái đó. Và chống lại, và không những chống lại mà còn tăng khả năng phục hồi các tác hại của căng thẳng, ô nhiễm và các gốc tự do tạo ra cho da ha. Và ngoài ra nó còn giữ ẩm hiệu quả mà không gây cảm giác nặng nề nhá. Và kết quả cuối cùng vẫn là mang lại cái làn da sáng hồng và giúp đều màu da cho mình. Đều màu da có nghĩa là hết nám, hết đổi mồi và hết tàn nhang đó các bạn. Làm cho da mình rạng rỡ ra là vì vậy. Lẽ dĩ nhiên nó cũng giúp cho da mình mịn màng và không có ngậm nước cho mình ha. Thì cái đây là cái Day Dream Protective Cream. Còn cái thành phần của nó các bạn tuyệt vời chưa? Các bạn thấy rõ ràng là có 5 cái thứ căn bản trên, mà ngoài ra nó còn có chiết xuất của ớt chuông đỏ. Và nó cái này là cái ớt chuông đỏ này hình như là nhập từ bên Pháp thì phải, thì nó hiện ra đây cho mình thấy. Rồi chiết xuất của bí ngô và dầu Beauty các bạn, thì nó là hoạt động như là một cái trắng để chống lại cái ánh sáng xanh và hồng ngoại. Còn ngoài ra nó còn có vitamin E là bảo vệ cái sự căng thẳng của môi trường cho mình nhá. Cộng với thêm cái 5 chất căn bản trên từ cái Daydream Protective Cream các bạn nhá. Rồi thì cái này buổi tối mình dùng buổi tối thì nó là Moisture Me Instant Hydrating Cream các bạn. Thì nó giúp cho mình thích nghi với môi trường nhá, và cung cấp độ ẩm 24 giờ
và lẽ dĩ nhiên cảo nó cũng chống lại và tăng khả năng phục hồi của từ cái tác hại căng thẳng ô nhiễm của các gốc tự do. Rồi cái kết quả cuối cùng vẫn là cải thiện độ sáng và rạng rỡ của da, để cho một cái làn da của mình được sáng và khỏe nhá. Rồi bên trong đó là cái gì các bạn? Đây là cái chất rất là tuyệt vời nè các bạn. Cái tên của cái quả trái cây đó là như vậy, Ebodia rutacapa đó các bạn ha. Tăng độ rạng rỡ để cải thiện rõ rệt độ sáng của da. Cái đó là cái mình rất là mê ha. Và nó có cái glycerin thì ai làm về da thì cũng biết rồi. Công dụng của nó là giữ ẩm và giữ mịn cho da. Thành ra cái chai Moisture Me này rất cần cho các bạn nào mà da khô và các bạn lớn tuổi bắt buộc phải có. Yeah. Rồi. Ok, thì cái kế tiếp các bạn thấy là cái bộ cuối cùng đó là dùng cho da nhạy cảm, tại tên của nó là Calm và Gentle. Gentle là nhẹ nhàng, Calm là chậm lại, đầm lại các bạn ha. Rồi thì cái chai đầu tiên của cái bộ này đó là nó rửa rạch, nó cái chai này rửa mà không cần dùng nước trở lại các bạn ha. Và đồng thời trong này cũng có nói là mặc dù ở đây nó cho là da nhạy cảm nhưng mà trong này cái chai này có thể dùng cho da hỗn hợp được đó các bạn nhé. Rồi thì sau đó mình dùng cái đó trước rồi mình dùng cái này là Day Away. Thì sodium PCA có 5 chất trên cộng với lại sodium PCA, nó là một cái chất giữ ẩm tự nhiên là cho da và nó tạo cho cảm giác tươi mát ngay lập tức các bạn ha. Và cái chất làm tan có nguồn gốc tự nhiên, đây là một cái hỗn hợp mà của công ty New Skin mà dịch ra tiếng Việt Nam nó là như vậy. Và nó là NMN, tức là Natural Moisturizer Factor NMS. Thì cái tên Mỹ tiếng Anh của công ty New Skin là N là Natural, rồi M là Moisturizer and F là Factor. Thành ra dịch ra tiếng Việt nó là như thế, chất làm tan có nguồn gốc tự nhiên mà nó có nhiều, có một vài sản phẩm mình có những cái chất này, có cái hỗn hợp này, hỗn hợp ha. Thì cái hỗn hợp nó làm cho dịu da và đồng thời nó phá vỡ và loại bỏ bụi bẩn và dầu và lớp trang điểm cho mình nhá. Thì ngoài ra nó cũng có glycerin và propanolol, thì công dụng của nó là giữ ẩm và giúp cho hút ẩm cho da và giữ cho da ẩm và mượt. Thì cái chai này công dụng của nó là như vậy. Thì rồi các bạn, cái kế tới là mình có cái mask này là mình dùng cũng 2 tháng nay, rất mê nhá. Thì công dụng của nó đó là mang lại làn da mịn màng, tươi sáng, tràn đầy sức sống để mình có một khuôn mặt đẹp ha. Thì giữ ẩm và nó hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên cho da. Và cái thành phần của nó là gì, tại sao mình mê các bạn, đây này. Thì các bạn thấy 5 cái chất đó cộng với thêm 4 chất nữa là bơ hạt mỡ, tức là shea butter đó các bạn. Thì công dụng của nó, mình làm về da mà esthetician mà, shea butter thì dùng rất là nhiều trong cái công nghệ của các bạn mà làm esthetician để mà giúp cho da khách của da mình sau khi mà cho khách đi ra đại khái vậy ha. Thì luôn luôn mua da dưỡng là luôn luôn tìm shea butter, thì nó là đây nha. Thì dưỡng ẩm cho làn da mềm mại và mịn màng hơn ha. Rồi chiết xuất của cây thùa đó, tiếng Anh nó là agave đó, thì nó làm dịu cho da ha. Rồi cái chiết xuất của hollyhock các bạn thấy đó, thì bảo vệ chống oxy hóa để bảo vệ cho da khỏi bị tác hại của chất tự do. Và có chất caffeine trong này nữa các bạn, làm cho da tràn đầy sức sống hơn. Nhá, thì cái mặt nạ này là như vậy. Rồi, thì bây giờ cái kế tiếp nó cũng là một cái mask, nhưng mà nó không phải là miếng giấy mà nó là cái chai này các bạn. Thì nó dưỡng ẩm và giúp da trông như xương đó, và rạng rỡ. Thì nó giảm khô và giúp khóa cái ẩm cho da để cho mình có một cái làn da khá sáng khỏe và ngậm nước. Nhá. Rồi, bên trong nó là gì các bạn? Thì là nó cũng có 5 chất đó nhá, nhưng mà đồng thời nó còn thêm cái chiết xuất của cây xương rồng và cây thông để mà cái làn da của mình, công dụng của nó là giúp cho tình trạng mềm mại và rạng rỡ nhá. Thì ngoài ra cái công thức dưỡng ẩm liên kết độ ẩm cho da và nó liên kết giữ độ ẩm cho da, thành ra nó làm giãn khô và nó làm cho da sáng và khỏe ra nhá. Sử dụng bất cứ khi nào bạn cần thêm một cái chút dưỡng ẩm thì đây là cái mặt nạ mà trong cái lọ đó các bạn nhá. Rồi kế tiếp là cái băng đêm. Thì mình không, cái này dùng suốt ngày nè các bạn, nó gọi là Duo Day. Thì cái này cũng rất là hay, tại vì nó tiếng nữa mình nói nó đẹp, Duo có nghĩa là xương đó các bạn, đẹp như xương, giúp cho da mình nó lúc nào cũng có vẻ bóng bóng, như là có một cái lớp xương mỏng nó phủ trên mặt mình. Nếu mình dùng cái này suốt ngày các bạn, mình dùng thì nó có tác dụng của nó đó là nó cung cấp cái độ ẩm ngay lập tức và giữ ẩm liên tục trong 24 giờ liên tiếp nhá. Và
lẽ nhiên giúp luôn luôn giúp chống lại và tăng khả năng phục hồi của để chống lại căng thẳng ô nhiễm các cấp tự do, và nó hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của da. Sản phẩm của công ty, của cái hãng Nutricentral này là công dụng của nó là như vậy, và làm mềm, làm nhiễm, nuôi dưỡng da. Và cái DOD nó cũng có cái nghĩa là làm cho da mình lúc nào cũng sáng và đẹp như xưa, là như vậy các bạn. Bóng nữa nha, là bên trong nó là chất gì các bạn, rất tuyệt vời luôn nha. Ngoại trừ năm chất trên, nó còn có cái dầu của cái hạt pistachio, và nó làm cái dầu của cái hạt đó pistachio nó làm cho mình mềm và mịn da ha. Rồi vitamin E là chống lại cái sự phá hoại của môi trường. Aloe vera ai cũng biết rồi, là lô hội, là giữ ẩm. Thành ra nếu mà cái DOD đó phù hợp với quy trình chăm sóc da buổi sáng và ban đêm, tại vì nó DIU mà nó OD mà, thì công thức kem nhẹ nhàng này cung cấp dưỡng ẩm suốt ngày đêm và giúp cho da bạn thích ứng với các tác nhân gây căng thẳng hàng ngày để chống tia UV vào ban ngày. Và nếu mà mình muốn chống nắng thì mình để lên thêm cái lớp Daydream Protective Cream SPF 35 chồng lên cái lớp này các bạn, nếu mình dùng cái này ban ngày. Ok, thì mình dùng nó dưới cái SPF, cái Daydream Protective SPF 35. Rồi, đây là xong cái bài của mình các bạn. Cảm ơn các bạn nghe. Cô ơi, quá là tuyệt vời. Con ngồi con nghe mà con nói là sáng mắt chưa? Tức là cô sáng mắt chưa? Không, là ý là lúc mà con nhận được cái bộ này từ đầu tiên đó cô, thì con đã nghiên cứu, nhưng mà thực ra với cái trình độ của con thì con chỉ nắm được khoảng chừng 40% những cái gì mà kiến thức cô chia sẻ ngày hôm nay thôi. Cho nên khi mà con nghe cô là con nói sáng mắt chưa, và con có một cái cảm nhận đó cô biết không, là tất cả những cái gì trong khi mà con bước vào Nu Skin thì con cũng thường xuyên lên mạng và cũng nghiên cứu thêm về những cái thành phần chuyên về da hoặc là những cái gì liên quan về da đó cô, thì con thấy là tất cả những cái thành phần tinh túy mà để có thể hỗ trợ hồi phục chăm sóc cho da đó thì nó hầu như là nó có hết trong cái bộ này, với lại năm cái thành phần chính của nó đó, nó có thể chịu được nhiệt độ rất là khắc nghiệt, nó có thể chịu được ở ngoài sa mạc, nó có thể chịu được nhiệt độ rất là lạnh, tức là nó có thể chịu được tất cả mọi cái sự ảnh hưởng của môi trường và nó có thể tồn tại rất là tốt. Cho nên khi con nghe thì con cảm thấy rất là sung sướng khi mà thị trường Mỹ mình ngày 14 đã có được cái dòng sản phẩm này được bán ra, và với cái giá giống như cô nói là quá là mềm đi cô ạ, nó quá là mềm đi. Và một điều nữa mà con rất là thích ở trong cái bộ sản phẩm này đó là nó có 14 cái sản phẩm khác nhau, và công ty đã phân loại ra cho mình làm 3 bộ khác nhau. Nhưng mà riêng với cái kinh nghiệm của con á, thì con thấy là làn da của mình bây giờ không phải là da dầu hay là da thường hay là da khô nữa, mà trên một gương mặt nó có kính thưa các loại da ở trên đó luôn cô ạ. Cho nên bởi vì vậy mà bản thân con cũng phối hợp cũng tách những cái sản phẩm này ra để mà con lựa chọn một cái sản phẩm mà nó phù hợp cho bản thân của mình. Nhưng mà nếu mà anh chị nào có những cái kiến thức về da đó, anh chị cũng có thể dựa vào cái đầu tiên là anh chị cần phải trải nghiệm cái bộ sản phẩm này trước, phải trải nghiệm để cảm nhận từng sản phẩm một nó như thế nào. Và sau đó thì khi mà anh chị có dày dặn kinh nghiệm rồi thì anh chị có thể dựa vào những cái da để anh chị có thể mix những cái này, có thể phối hợp những cái này lại với nhau. Nhưng mà nếu mà anh chị không biết làm sao để phối hợp đó thì anh chị cứ bộ nào dùng bộ đó anh chị nhé. Nếu mà da thường anh chị cứ dùng da thường và da khô, da dầu anh chị dùng bộ da dầu, dầu và mụn anh chị có thể dùng chung với nhau. Và đặc biệt là da cực kỳ nhạy cảm thì nó đã có một cái bộ chuyên nuôi dưỡng, tái tạo và chăm sóc cho cái bộ da nhạy cảm để cho cái bộ da đó nó hồi phục trở lại trước khi mà mình sử dụng vô những cái bộ khác. Thì con thấy rất là tuyệt vời, cảm ơn cô rất rất là nhiều về cái kiến thức ngày hôm nay. Dạ cô. Và cô biết là các bạn biết rằng là cô có 14 chai, một dọc 14 chai trong nhà, và cô cũng chuẩn bị là như vậy. Là tại vì cô là da già và da nhanh, tức là da và da hỗn hợp. Nhưng mà cô rất mê cái chai toner mà cho da mụn. Các bạn biết không? Là tại vì cái đó nó tẩy sạch cực kỳ và nó sát trùng cho mình. Nó có salicylic acid và những cái thứ đó. Thành ra các bạn cần 14 chai. Nhưng mà nếu mà gọi là ấy thì không có mê sản phẩm về da như cô đó. Cô mặc dầu hoa da, cô mê bên trong nhưng cô mê bên ngoài luôn. Thì cái mình đi theo cái bộ căn bản, nhưng mà Trinh vừa nói một câu rất là hay, là mặc dầu da mình là căn bản là nhạy cảm đi, nhưng mà sau một thời gian các bạn dùng cái bộ nhạy cảm là cái bộ cuối cùng đó, sensitive, thì là từ từ nó cũng hết nhạy cảm và các bạn có thể leo qua hai bộ kia được. Nhá. Yeah. Đúng đó.
mình Và ra con khi mà con xài cái bộ này đó cô, thì con xài giống y như cô nói, và con cũng có đọc qua đó, con xài như là cái mà day cream này này cô. Even con ở trong nhà nhưng mà con xài điện thoại laptop, với lại nhiều khi con làm live như vậy con cần thêm một tí ánh sáng đó cô, thì cái tia UV ở trong ánh sáng nó sẽ làm cho da bị nám á. Nhưng mà khi con xài cái bộ sản phẩm này, con cũng phối hợp thêm cái serum của cái bộ trị nám nữa đó cô, thì con thấy da con hết nám đi, mỗi ngày mình có thể nhìn thấy được rõ ràng. Nói chung là về kiến thức của cái bộ này thì chắc chắn sẽ có những cái cơ hội khác, thì cô Hanna cũng giống như bản thân của Jenny có thể chia sẻ với các anh chị nhiều hơn về những cái kinh nghiệm thực tế. Nhưng mà ngày hôm nay thì Jenny xin lỗi là Jenny sẽ không mở đường dây cho các anh chị, bởi vì kiến thức ngày hôm nay đó là cái kiến thức về cái bộ sản phẩm Nutri Central. Anh chị cần phải học thuộc cái kiến thức này để ngày mai anh chị role play với đội nhóm cái đã, rồi sau đó có một dịp cơ hội nào đó thì chúng em sẽ có thể có một cái chương trình Zoom Q&A cho anh chị về cái việc sử dụng nó như thế nào, vân vân và vân vân. Bởi vì bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi đó, cho nên một lần nữa con thay mặt cho tất cả anh chị em của GIP thị trường Mỹ chân thành cảm ơn cô về cái kiến thức hôm nay rất là nhiều. Và con nghĩ rằng là không thể nào chi tiết cụ thể và chuẩn xác hơn những gì mà cô đã chia sẻ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn cô nhiều ạ. Và con mời cô gửi lời chào cuối cùng tới các anh chị trong Zoom ngày hôm nay ạ. Rất vui là 367 bạn có mặt ở trên này và nghe tin tức này, thì hy vọng ngày mai nó sẽ lan tỏa ra gấp đôi, gấp năm nha các bạn. Dạ. Rất là quý và của New Skin cho mình với cái giá mà mình có thể làm bay cái kinh doanh của mình các bạn. Nó sẽ đến tay từng nhà một, tất cả các mọi nhà trên nước Mỹ ít nhất nhé. Vâng. Và